kênh Món Ngon Gia Đình. Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt rau câu. Một món mứt với nhiều màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Khi bày lên mâm bánh kẹo, đĩa bánh kẹo trong những ngày Tết thì chắc chắn sẽ rất là đẹp mắt. Một món mứt với cái độ dẻo dẻo, giòn giòn của rau câu, chắc chắn là không chỉ trẻ em mà người lớn cũng sẽ rất là thích ăn cái món mứt mới lạ, độc đáo như thế này. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với kênh Món Ngon Gia Đình vào bếp. Mình chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào thực hiện làm món mứt rau câu này nhé. Nguyên liệu chuẩn bị làm cái món mứt rau câu này rất là đơn giản các bạn ạ. Thì nguyên liệu đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là nước lọc nha các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 1 lít nước lọc. Tiếp theo là gói bột rau câu. Rau câu mình sử dụng rau câu con cá dẻo và mình sẽ sử dụng là 2 gói. Mỗi gói này nó là 12g. Nguyên liệu tiếp theo là đường. Đường thì ở đây mình sử dụng 800g đường nhé các bạn nhé. Và nguyên liệu tiếp theo nữa đó là những cái bột màu để mình làm, mình tạo màu cho cái phần mứt. Thì ở đây mình có bột của hoa đậu biếc, bột của lá dứa, bột của dành dành. Các bạn cũng có thể sử dụng bột của củ dền này, bột của dưa hấu này, hay là quả chanh leo. Thì những cái hoa củ quả đấy các bạn có cái loại nào thì các bạn có thể sử dụng cái loại đấy để mình tạo màu cho cái phần rau câu, mứt rau câu của mình nó có màu sắc đẹp hơn, bắt mắt hơn nhé. Đó là tất cả những cái nguyên liệu mình chuẩn bị. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên mình sẽ cho toàn bộ lượng đường vào trong cái phần nước lọc mà mình đã chuẩn bị khi nãy. Sau đó thì mình sẽ khuấy cho nó tan bớt cái phần đường này ra nhé. Mình dùng 2 gói rau câu, sử dụng 1 lít nước và mình cho khoảng 800g đường. Thì khi mà mình làm mứt mình ăn thì cảm thấy nó có cái độ ngọt vừa phải, nó không có ngọt quá các bạn ạ. Mình sẽ khuấy tan đường cùng với lại nước và tiếp tục thì mình cũng sẽ cho cái phần bột rau câu vào chung với cái âu nước đường này để mình khuấy đều lên cho nó tan cái phần rau câu. Và cái phần rau câu của mình thì nó cũng sẽ nở hết ra. Các bạn cho khi mà nước nó đang nguội thế này này thì nó sẽ tan ra nhá, nó không bị vón cục. Mình sẽ cho cả 2 gói bột rau câu vào. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên để cho cái phần rau câu nó tan hết ra. Các bạn cố gắng khuấy cho nó tan hết cái phần rau câu của mình ra nhé. Và sau khi rau câu nó đã tan hết, nó nở ở trong nước thì bây giờ mình sẽ cho cái nồi rau câu này lên bếp để mình bắt đầu mình đun. Mình sẽ bật bếp lên mình đun cho tới khi cái phần rau câu, cái nồi rau câu của mình nó sôi đều lên nhé. Và các bạn có thể thấy nồi rau câu nó đang bắt đầu lăn tan sôi. Thì các bạn cũng nhớ là mình khuấy đều để cho nó không bị bén ở dưới đáy nồi thì nó bị cháy cái phần rau câu. Và mình sẽ đun cho tới khi cái nồi rau câu của mình nó sôi đều được tầm khoảng chừng 2 phút nhé. Và trong quá trình đun ấy thì cái rau câu nó có những cái bọt ấy thì mình nên hớt hết cái phần bọt này đi. Mình hớt hết bọt sau đó thì mình để cho nồi rau câu sôi đều 2 phút. Sau đó thì sẽ tắt bếp đi và bắc nồi rau câu xuống nhé. Nồi rau câu của mình nó đã sôi đều được 2 phút rồi thì bây giờ mình sẽ bắc xuống. Sau đó thì mình sẽ chia nhỏ cái khối rau, cái lượng bột nồi rau câu mình vừa mới nấu. Các bạn tạo bao nhiêu màu thì các bạn nên chia ra thành bấy nhiêu phần nhé. Các bạn đổ ra những cái âu nhỏ khác nhau ấy thì mình sẽ chia phần ra như thế. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần màu vào. Đây là màu của cái bột hoa dành dành nha các bạn. Nó sẽ có màu vàng. Đó thì mình sẽ cho vào trong một cái âu rau câu. Tiếp theo là cái phần màu của hoa đậu biếc mình cũng sẽ cho vào một âu. Mình sẽ chia nhỏ ra sau đó thì mình cho cái phần màu vào. Các bạn sử dụng màu rau củ quả cũng thế nhé. Mình sẽ xay để mình lọc lấy cái phần nước màu. Sau đó thì mình sẽ cho vào phần rau câu. Đó, phần còn lại thì mình sẽ cho lá dứa vào. Cái rau câu này nó rất là nhanh đông nên nếu như các bạn chưa kịp cho vào mà nó bị đặc lại thì các bạn có thể cho lên bếp mình đun lại cho nó chảy ra. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình cho cái phần màu vào nhé. Sau khi đã cho toàn bộ cái phần màu vào trong cái phần rau câu thì mình sẽ chờ cho cái rau câu này nó đặc lại nhé các bạn nhé. Mình sẽ để cho rau câu nó đặc lại, nó nguội bớt đi và sau đó thì mình sẽ cho vào trong tủ. Mình cho vào trong tủ mát để cho nó được cứng hơn. Và cái phần rau câu của mình sau khi nó nguội thì mình sẽ đã cho vào trong tủ mát thêm 30 phút các bạn ạ.
mình cho vào trong tủ thêm 30 phút thì cái phần rau câu của mình nó đã cứng hơn. Bây giờ mình sẽ lần lượt lấy từng phần rau câu này ra và mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ. Mình cắt thành những cái miếng nhỏ để một lát nữa thì mình sẽ đem cái rau câu này đi sấy thành cái phần mứt nhé. Mình sẽ lấy ra khỏi khuôn, sau đó thì sử dụng một con dao lưỡi cưa để mình cắt. Các bạn có dao lưỡi cưa các bạn cắt để nhìn cho nó đẹp mắt hơn, còn không thì các bạn có thể cắt bằng dao thường cũng được. Thì mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ dài khoảng chừng bằng một ngón tay. Các bạn cứ áng chừng nó dài khoảng bằng một ngón tay và cái độ mỏng của nó thì nó cũng vừa phải thôi. Đó, mình thấy khi mà mình sấy thì nó cũng không bị quắt lắm đâu, cho nên là các bạn cũng đừng cắt dày quá. Mình cắt dày quá thì khi mà mình sấy nó sẽ hơi bị lâu. Các bạn có thể sấy, các bạn có lò nướng thì các bạn có thể sấy, còn không thì các bạn có thể đem phơi ngoài trời nắng to. Đó, mình đem phơi ngoài trời nắng to này thì sẽ khoảng 3 đến 4 ngày thì cái phần rau câu của mình nó sẽ khô lại và nó bắt đầu lên đường, lên phấn đường bám vào quanh cái miếng rau câu. Còn nếu mà mình có lò sấy mình sấy thì nó sẽ tiện hơn, nó nhanh hơn các bạn ạ. Đó, mình sẽ cắt thành những cái miếng nho nhỏ bằng cái ngón tay của mình nhé. Cái này là cái màu của hoa đậu biếc, đó, màu xanh cũng rất là đẹp. Ngoài ra các bạn có thể làm màu từ nước của quả dưa hấu. Đó, quả dưa hấu các bạn chắt lấy phần nước, sau đó thì các bạn cũng sẽ cho vào. Thì khi mà mình làm nó có cái màu đỏ rất là đẹp của dưa hấu. Hoặc là các bạn kiếm được cái, mua được cái quả thanh long đỏ ấy các bạn. Các bạn mua được quả thanh long đỏ thì các bạn chắt lấy nước, các bạn sử dụng nước đó các bạn tạo màu, cái màu của thanh long đỏ nó cũng rất là đẹp. Màu từ rau củ quả thì nó cũng rất là an toàn nữa. Như vậy là mình đã vừa cắt xong cái phần rau câu của hoa đậu biếc. Tiếp tục thì mình sẽ cắt cái phần rau câu với màu của hoa dành dành. Hoa dành dành nó cho mình một cái màu vàng cũng rất là đẹp. Thì màu vàng này các bạn có thể dùng màu của quả chanh leo này, hay là màu của cà rốt, các bạn xay ra các bạn chắt lấy nước, nó cũng sẽ cho các bạn một cái màu rất là đẹp. Những cái phần bột màu này thì mình mua ở những cái cửa hàng bán đồ làm bánh nha các bạn. Đó, ở gần mình thì có cửa hàng bán đồ làm bánh, cho nên tất cả những cái dụng cụ hay là những cái nguyên liệu để làm bánh, làm đồ ăn thì đều có sẵn. Đó, nhiều bạn thì thường là không mua được những cái này. Các bạn hay comment hỏi mình rằng là những cái nguyên liệu này thì chị mua ở đâu và ở đâu thì có bán. Thì các bạn lên trên Facebook các bạn search là cửa hàng bán đồ làm bánh, thì các bạn tìm địa chỉ trang Facebook của những cái cửa hàng đó ở gần khu vực các bạn. Còn không thì các bạn có thể lên trên Shopee các bạn gõ tìm kiếm. Các bạn cần gì các bạn cứ lên Shopee các bạn gõ tìm kiếm là nó sẽ ra hết cho các bạn nhé. Đó, mình cũng cắt thành những cái miếng rau câu nhỏ, độ dài khoảng chừng bằng một ngón tay và cũng sẽ có cái độ mỏng vừa phải nhé. Cắt ra cái màu vàng nó rất là đẹp các bạn ạ. À, mình có quên một chút nữa là cái phần rau câu mà sau khi nấu xong mà các bạn chưa pha màu vào ấy, thì các bạn cho thêm một chút xíu cái hương bưởi vào cho mình nhé. Các bạn cho một chút xíu hương bưởi vào thì cái phần mứt rau câu của mình khi mà mình ăn nó có cái vị thơm rất là hấp dẫn các bạn ạ. Rồi sau khi cắt xong màu vàng thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cắt nốt phần còn lại của màu xanh lá dứa nhé. Màu xanh của hương lá dứa các bạn ạ. Cái này thì mình cho vào khuôn dài hơn cho nên là mình cũng sẽ cắt đôi ra cho nó dễ cắt và nó có cái độ dài vừa phải. Sau đó thì mình cũng sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ, miếng mỏng vừa phải nhé. Và sau khi đã cắt xong toàn bộ cái phần rau câu thì mình sẽ xếp cái phần rau câu này ra cái khay nướng nhé các bạn nhé. Mình xếp ra cái khay inox của cái lò nướng. Ở bên dưới thì mình có lót một cái lớp giấy bạc nhé các bạn nhé. Giấy bạc thì mình dễ mua ở những cái tiệm tạp hóa ấy. Thì mình sẽ lót lớp giấy bạc bên dưới, sau đó thì mình sẽ xếp mỏng cái lớp rau câu, mình sẽ không xếp chồng lên nhau nhé, mình sẽ xếp giải đều nó ra. Sau đó thì mình cho vào trong lò nướng để mình sấy. Thì cũng tùy nhiệt độ lò nữa, thì mình sẽ sấy khoảng chừng 85 cho tới 90 độ nhé các bạn nhé. Và trong quá trình sấy thì các bạn nhớ để hé cái nắp của cửa lò sấy nhé. Thì mình sẽ sấy khoảng 85 cho tới 90 độ, cho tới khi nào mà thấy cái phần rau câu của mình nó se lại thì mình sẽ hạ nhiệt độ xuống còn 6 cho tới 70 độ và mình sẽ tiếp tục mình sấy. Mình sẽ sấy đến khi nào mà các bạn thấy cái phần đường ở cái miếng rau câu nó bám cứng, bám trắng ở bên ngoài nhé. Và đây là cái phần rau câu của mình khi mà mình sấy khô thì mình chuyển lên cái giống nó có cái thanh như thế này.
đó, mình sẽ chuyển lên cái khay đấy và mình sẽ sấy tiếp tục cho tới khi cái phần đường nó bám ở bề mặt của cái miếng rau câu. Thì lúc này miếng rau câu của mình nó đã cứng lại rồi các bạn ạ, nó đã khô lại rồi. Nếu như các bạn thích ăn mà nó mềm nó dẻo thì các bạn sấy đến khi mà nó có cái lớp đường mà miếng rau câu vẫn còn dẻo. Còn nếu các bạn muốn để được lâu và các bạn thích ăn khô hơn thì các bạn sấy khô hơn nhé. Các bạn sấy thời gian nhiều hơn một chút nữa. Và tổng thời gian của mình sấy thì nó rơi vào khoảng 18 đến gần 20 tiếng các bạn ạ. Đó, thì cái miếng rau câu của mình nó đã lên đường này, nó cứng lại đây các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy mình cầm thì nó cứng cái miếng rau câu lại. Lúc này nó đã thành cái mứt rau câu rồi, rất là nhiều màu. Ở đây thì mình có làm thêm màu đỏ của quả dưa hấu cho các bạn thấy này. Màu đỏ của nước dưa hấu rất là đẹp. Đó, màu vàng của hoa dành dành, màu xanh của lá dứa và màu tím tím của hoa đậu biếc. Rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp. Thì các bạn hãy thử bắt tay vào làm ngay món mứt rau câu này nhé các bạn nhé. Món mứt rau câu cho gia đình mình vào những ngày Tết bên cạnh mứt dừa hay là mứt bí. Rất là nhiều màu sắc bắt mắt. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.